cầu bay thì trời bỗng đổ cơn mưa rất là to luôn. Trời lại sáng. Mưa chăng giờ lấy cào hết, lấy cào xong hết mưa. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn chú ạ. Một buổi sáng rất là bình minh. Rồi trời. Trên cái bò dưới cái cơm. Dưới cái này cái gì trời? Cái này không phải cái cơm chú ơi. Cái này cái gì ta? Cái nét không được rồi. Cái này cái gì không biết nữa. Cái này không biết cái gì luôn. Giống cái lòng tông quá à. Cái gì á? Không biết nữa, không phải cái cơm. Không phải cái cơm. Cái gì á? Hả? Cái này qua cái suốt, cái suốt rồi, cái suốt. Cái gì? Đừng phải cái cơm. Cái cơm đừng phải gì. Cái này giống cái lầm quá à. Giống cái lầm con quá à. Đó.
buổi sáng. Mấy bữa cầu lết xong luôn. Bên tàu đực giờ đi chỉ có 3 người thôi nha. Đó. Xe này giác. Chú ba thì chú ba lớn thì đi về rồi, chỉ còn có 3 người bên tàu đực rồi. Rồi. Giờ đi lựa cá nha, đeo bông tay em lựa cá. Bên em mình lựa rất là nhanh luôn nha, khoảng trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã xong cái đống cá. Bây giờ mình chuẩn bị muối cá xuống hầm luôn nha. Đó, vài trăm bầu cá nữa. Vô vụ cá phân. Nãy giờ đó muối xong cá phân. Còn mấy bọc cá xô muối cái nữa là gọi luôn nha. Tới là cũng xong một vài chả cào bay buổi sáng. Giờ tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi. 12 giờ trưa em sẽ quay vô nhà xem được cá buổi trưa tiếp tục. Cá sọc. Nè, cô Nam nè. Viết rồi nói chuyện nữa hết nghe cả nhà, nó hổng quá. Tao nói gì? Nói là nó trả lời, nói tới đâu nó trả lời tới đó. Nó không còn như lúc trước nữa. Lúc nó mới xuống ghe là nói dạ thưa dạ thưa. Bây giờ nó ừ. Nói riết hết nghe nữa rồi. Trời trời, đặt quay cái đặt nói gì? Chứ gì nữa? Có không? Có ai nghe không? Trời ơi, bởi vì tao quay lén bữa. Không quay lén thì quay chính đi. Rồi bây giờ mấy em đã tắm xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị ăn cơm sáng nghe. Nói chung là bây giờ em sẽ quay nguyên một ngày cho cả nhà xem. Nói chung là mỗi giả em sẽ quay hết đi nè. Quay được cá với được bao nhiêu cá mực này kia. Nói chung là giờ hay có cá nên không cũng không có thể quay ẩm thực cho nhà xem được. Giờ tới giờ cơm rồi. Đây. Cái này là con gần bự quá, mình trẻ rồi hai cả nhà. Sẽ đi tầm đèo anh làm ốp lạnh ăn nè. Ăn lấy sức. Mời cả nhà nha. Wow. Quá đã nha. Quá tuyệt vời ha. Đây. Chung là cái này bắt hồi giả tối, mình gỡ dưới hầm nước đá để cho nó lạnh. Cái này sáng hay vậy đi? Tối rồi đi. Tối luôn hả? Còn thử con tôm ơi, vui con tôm tôi ăn thử. Giờ em sẽ lọt qua con tôm thẻ nha. Tôm này là con tôm cái gì, tôm thẻ. Đã rồi. Đã lạnh sẵn hết trơn rồi. Ăn rất là êm luôn. Đó. Mình rút cái lằn xương sống, cái lằn phân nó ra. Chấm thì mình chấm muối ớt chanh nha, bỏ thêm miếng đường nướng lên cà kẹo nè. Wow. Em xin mời cả nhà nha. Cả nhà ơi.
bấy lâu nay. Ăn mà có ít ăn ngon quá, nhiều quá con. Biết không, dành nhau ăn á. Chứ dành nhau ăn á, không có nó. Chứ mâm ghẹ hồi tối đó hai thằng ăn muốn chết thì quay ăn chứ. Lúc mâm ghẹ hai thằng ăn muốn chết thì quay ăn chứ. Ít cái ăn không đủ. À, nhiều quá rồi không ai ăn đã. Mấy con bộ. Hai thằng ăn muốn chào hèm nha. Thì sống đi mua không nổi luôn nè, đóng voi cục cục chứ. Gạt ghi luôn, không có con cơ gì hết. Bên sạch bên sình. Thứ gì hoài đây, thứ coi hết đá không biết liền gì xuống tự luôn. Đây này là vô được cá bò đấy nha cả nhà. Chung là ngay cái lằn cá bò nên mình dính cái bò hoài luôn nha. Cái bò mà dính vô bực tột mình nữa thì lâu xíu. Chung đánh kiểu này mà đục ở 2-3 tấn thì ngày cũng cả chục tấn cá bò. Mau đầy hầm, mau hết cái cá, mau về nhà luôn. Cá bò lửa đâu á. Giá này khoảng tầm
hai bội mấy mực á, mực nang với mực tuột có tầm hai bội mấy. Có ít mực tuột trứng luộc ăn cái nhà, hôm gài hôm qua mực tuột. Nhà này cũng khoảng tầm vài trăm một cá nữa nha. Giờ mình đã muối cái phần xuống hầm xong hết trơn nha. Cái mực lựa vẫn chưa xong nha, đây là công chúa nè, công chúa hái hoa nha, ngồi đây măng măng hoài luôn nè. Cái đống cá người ta có phần 500 một cá là muối rồi mà có kết mực chưa xong nè, đây nè. Đây nha, à, nhìn mặt cái công chúa nè nha. Công chúa này tiếu lắm. Người ta lựa mực thì lựa cái phần vô mực lạnh luôn à. Giờ nè, chết mực nè. Đây chú ba nha, hai bộ cá bây giờ cũng chưa xong nè. Wow. Chú bội, chú bội, đây này có nhiêu đây nè, chú bội, chú bà nói sao còn chú bội. Lửa lộn sống, lửa lộn quá cả nhà. Nè, bây giờ có nhiêu đây mà chú bà nói giống như chú bội nè. Đó, đó với này cộng lại là một bội mấy à. Ừ. Này nữa là hai bội. Ba bội. Hai bội rưỡi à. Ừ. Chung là solo đó. À. Đây, giả này nói chung là tôm tích với ghẹ đâu nè, cái này nè. Thôi luộc hết luôn đâu ơi. Hai con cháu mình xử hết luôn à. Ừ, hai con cháu ăn ăn luôn đi. Khỏi nói nhiều. Bây giờ mày đem chống lên mày luộc đây. Lấy bội lại. Lấy bội lại gom đi. Bỏ vô cá luôn. Rửa lại, lấy bội bỏ vô rửa cho sạch. Nè. Nói chung mà cái này không ăn mình cũng bỏ vô cái phân mình bán rồi chứ mình không có muối mình bán giá cao được nha. Cho bây giờ mình luộc ghẹ trước mình bỏ thích sao chứ sao? Ghẹ bỏ dưới mình tính bỏ trên. Như mình luộc tự. Đúng rồi, để tâm tính hơi lên là chín rồi. Ừ. Lượm mấy con chắc chắc cái để mấy con luộc lại hết đi chứ mày bỏ làm gì nó chắc. Đó, xong xôi. Rồi giờ lấy game đi giá lỗ cào nó lượm. Cái này nè, nãy cha em có luộc, nãy em có bắt mấy con ghẹ nè.
tại tử ruột của Châu Như Phát mà thằng bài Ma Cao mà. Cơm cơm ăn mà cơm vậy à. Phải làm giàu không phải đâu. Chơi 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 thì con người biết nào rồi. Thời gian trên biển mà đâu có đâu mà. Nuốt hết trôi rồi. Đầu tháng mà hay thanh chín nút là hay không vô rồi. Wow. Mắm cá cơm này wow, quá ngon luôn nha. Tối nay cá bư mắc được cái. Gác bư đi, chưa? Mày bư đi. Bư cho bánh tay mày cũng chưa có nữa. Một con mà đủ rồi mà cứ thì. Ừ. Thôi ăn cơm với cả nhà ơi. Nào, có còn nào gạch không? Khui con ơi. Đang kiếm nãy giờ luôn. Nhóc chưa, giờ không có con nào gạch. Không có bánh chưa. Mắm ngon ní đâu đâu trời ơi yếu xìu chắc còn lạc to luôn. Con ít cả nhà gách không nhiều rồi. Kéo kéo đi thôi. Con chà bá lửa chứ nhỏ vậy. Tung vinh luôn kìa. Bự hơn sáng nữa chứ nhỏ vậy rồi. Bự hơn sáng nữa chứ nhỏ à. Trời ơi. Được bự được rồi chưa đó nha. Ít tiếng rồi chưa mà bự rồi chưa. Ồ, mày mắt mà giống nếp. Bảy giờ chắc chưa đọc thiệt rồi. Cá này mày kêu ba nữa hả? Tao không giống.
Chào hai người giá được rồi. Hồi cậu lên mua dễ giá cho cậu. Nên anh ta không được nữa. 2 giờ đêm rồi đó. Ờ hên quá đã cá sạch một trơn à. Ờ kêu hai mã rồi, kêu hai mã rồi. Kêu hai mã nha. Không ai có vú lại. Mày vô đây. Thịt trơn à. Ờ cái này là không có mực quên. Tháng tư luôn á chứ không thịt. Từ từ nghe đừng lên quá chạy ra ngoài à. Ê kéo xuống dưới kia dễ lựa không? Lấy cái móc bè kìa đi thẳng dưới đi. Bè luôn đèo quá. Tới dĩ đâu mà. Rồi nhóm con cá lên đi gạch. Chịu chịu đi thôi đừng có. Không có qua đây còn dễ nữa lựa nhanh nữa. Cua cào hơi khó thôi. Rồi 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 rồi. Nghe nghe nghe. Gách một thớt lưới nữa nha. Sắp tới nữa sẽ thay lưới này nữa nha. Nó bị tư hết trơn rồi. Bỏ miếng lưới này luôn. Nên là gách con nhiều đây thôi. Chứ gách nhiều mà nguyên đống cá này anh em cũng tới giả nữa. Cậu giả luôn. Cá này là có lẽ bự hơn đống cá hồi trưa. Bự hơn. Chung cá này sạch hơn cá hồi trưa. Trắng hơn cá hồi trưa. Anh em mình bủa cầu bay luôn. Giờ đi lựa cá kìa, sao bữa nay đi lựa cá sớm vậy ta? Ủa thường ngày tao thấy có lựa cá sớm đâu, bữa nay lựa cá sớm vậy ta? Hôm nay mình bữa cầu bay sớm luôn nha cả nhà. À, bay sớm mình kiếm cá cô. Dùng cào bữa cũng khá là nhàn nha. Cào tới 200m luôn. Ủa 270m luôn. 24 270 thì cũng biết luôn. 7 quá. Quá trời cào đẹp rồi. Xong, bữa xong miên cào bay nha cả nhà.
Đây là kênh, kênh Trái Lăng. Nãy giờ năm lựa được nhiêu rồi kêu không? Nãy giờ năm lựa được tống nhiêu rồi nè.
kết thúc video lại luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video lần sau. Bye bye, chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống luôn nha.